Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món bún bò Huế chay. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có hem. Cái này thì mình mua ở Hóc Môn nha. Còn bạn nào không có thì có thể thay thế bằng chả khác cũng được. Chả lụa chay, bò viên chay, nấm bông côn, sả cay, hành tỏi băm, gừng băm, sả băm, một ít củ cải trắng để làm nước dùng nha mọi người. Gia vị nêm nếm bún bò Huế. Có cái này thì nó sẽ tạo mùi nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ chiên sơ hem, chả lụa và bò viên nha mọi người. Mọi người chiên sơ cho nó vàng đều hai mặt như này rồi vớt ra nha. Bò viên này thì mình sẽ xào chung với gia vị luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ hết tỏi, hành, gừng, sả vào để mình phi nha mọi người. Mình sẽ bỏ bò viên vào nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ hết nấm đông cô vào luôn nha. Gia vị sau khi xào xong và đều đẹp như thế này thì mình sẽ bắt xuống và bắt nồi nước dùng lên nha mọi người. Trong lúc mà nước còn lạnh thì mọi người nhớ bỏ 4 cái viên gia vị bún bò Huế vào nha. Khi mà nước nó sôi lên thì nó sẽ tự tan 4 cái viên gia vị này, mình không cần phải nghiền nát ra nha. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ hết củ cải trắng vào để cho nước nó ngọt hơn. Nước dùng của mình sau khi đã sôi rồi, mình sẽ bỏ hết cái chảo gia vị vào nha mọi người. Mình sẽ bỏ thêm một chút màu dầu điều vô cho cái màu nó đẹp hơn. Nó ra cái nồi bún bò chay rồi đó mọi người. Y chang bún bò mặn luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha mọi người. Mình sẽ bỏ một đường phèn. Mình không dùng đường cát nha, mình dùng đường phèn để cho vị nó ngọt thanh hơn. 3 muỗng hạt nêm. Hai muỗng muối. Nước dùng bún bò của mình đã chín rồi nha mọi người, bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một tô bún rồi, bây giờ mình sẽ trang trí thôi. Ta-da! Vậy là món bún bò Huế chay của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Chúc mọi người thành công với món này nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của mình. Nếu mọi người thấy hay, nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho mình nha. Nếu mọi người có muốn yêu cầu nấu món gì thì hãy comment bên dưới giúp mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Mời mọi người, chúc mọi người ăn ngon miệng nha.